Chào mọi người nha. Đây là chiếc 0593 06 56 của đang để ở trong cơ quan quân đội đó. Để quay lại mọi người vòng cho cả nhà coi này. Chiếc này cực đẹp nha. Đó. Rất là đẹp. Chiếc này còn nổ máy mọi người. Đi mấy chục chiếc xe ở Bình Phước rồi mà. Duy nhất có một chiếc này là còn nổ máy nè. Thú vị. Đúng rồi. Từ từ. Nha, rất là đẹp nha mọi người. Chỉ quay sơ sơ cho mọi người coi nè. Tại vì ở trong này cơ quan nhà nước, cơ quan quốc phòng. Rất là tế nhị ha. Đó, gầm vệ rất là ngon nha. Đây là coi đất này, đất lốp, trời cái lốp con này nó còn ngon, Michelin, xe này là bên đây này. Đó, xe này là bên ủy ban cho bên thành đội quận, rất là đẹp ha, keo chỉ, chỗ đó nó bị thì chết rồi, cái đó cho như bị xước hay gì đó, rét mục đúng không, hai dàn lạnh đó chứ nhỉ anh nha, đẹp quá, trước này còn nổ nữa. mấy chú bộ đội cho lau chùi thường xuyên luôn, chăm xe quá, đúng là vô tay các mấy chú bộ đội thì mới nói làm chi nữa rồi, quá ngon. Bảo dưỡng hàng ngày luôn mà, cho còn quay còn sạch sẽ luôn. Đã quá trời luôn. Trời, còn chắc à. Xe này nó máy nó còn nổ luôn. À, xe đẹp quá. Con này đúng là chất rồi, khỏi phải bàn luôn này. Hai bên cửa nó hơi mục đúng không? Quá đẹp luôn à. Điện đồ còn zin đét luôn. Để em nổ máy thử nha. Nổ máy nha. À, nổ nha. Công tơ mét này. Quá. Con này đáng đồng tiền bát gạo. Ở trong này nó mát, cái này nó ấy rồi, tới ngoài cái nắng quá chói luôn. Cái này giờ đang trong cơ quan chắc mình không có nên ga đâu. Ga lên nó ồn, nó bằng nghe cá. Nghe cái miếng tiếng máy là mình biết rồi. Đã quá trời ơi, em yêu ơi em yêu, về quê em nhé, em yêu ơi về quê em nhé, rất là đẹp luôn, gặp quá đẹp luôn.
ông kêu chỉ mà. Để mở cốp sau hả? Hai cái bên hông cửa thì nó bị mục rồi. Không kêu chỉ. Dìm. Đẹp quá. Nó mở bằng cốt. Wow, cốt. Trời ơi, cái lốp nó còn ngon chưa. Nhìn cái xe biết ngon hay không là cái khúc này đây. Đúng không anh? Còn zin. Quá đẹp luôn. Ốc bác còn zin hết. Quá đẹp luôn. Quá nhiều. Quá trời quá đất nhiêu đây là đủ rồi. Thôi, mọi người coi thấy hay thì nhớ đăng ký nha.